Chào cả nhà, hôm nay em giới thiệu với cả nhà một con máy cưa lộng chỉ bàn. Đây là con máy cưa lộng chỉ bàn của SK11 ha. Rồi bây giờ em sẽ xoay một vòng cho cả nhà xem tình trạng của con máy này. Thì con máy này ngoại quan theo em được biết là phải là mới 98%, mới chưa qua sử dụng, thì là hàng nằm công ha, nó có dính một cái gì đó ở đây. Đó. Và cả cái dây bụi này nó còn chưa có gắn vô trong này luôn nha. Đây là phần phía trên của máy. Và cả nhà coi cái mặt bàn ha. Đó. Rồi đây là dưới đế máy. Rồi ở đây là mình có thể chia 45 độ nha. Nghiêng bàn 45 độ. Rồi em xin đọc thông số của con máy cưa lộng chỉ bàn này. Thì con này nó có model là SSC-400PE. Con này là hàng nội điện, sử dụng điện nguyên viên là 100V, có công suất là 90W, có vòng tua là 1500-1600 RPM, sử dụng lưỡi bản là 18mm, lọng dày tối đa là 50mm là 5 phân ha. Có họng sâu từ lưỡi cho đến đây là 400mm. Mặt bàn hay là cái gì á, nó ghi là 250 nhưng cho 410 nè. Rồi có nghiêng độ 45 độ nè. À, lưỡi sử dụng lưỡi là dày 1/8. Rồi ở đây á, là bản là 2 ly, 1 ly 8, bản là 2 ly. Tổng thể của máy á, có chiều dài là 630, chiều rộng là 250, và nhân cho chiều cao là 325mm. Và tổng cân nặng của máy này á, trên thông số nó như là 11kg, còn em cân thông số thật thì nó chỉ có 10kg rưỡi nha. 10kg rưỡi. Chỗ lắp dây mát nè. Đây là phần để mình quặn, để mình căng lưỡi cho phù hợp ha. Và là còn băng keo nếu em để luôn. Và bây giờ em sẽ mở ra xong con còn keo thì em sẽ dán lại nha. Có mấy băng keo của Nhật ở cả nhà nhìn biết rồi thấy nha. Rồi đây là phần bơm gió để mà khi mà mình lọng á, nó khỏi bụi. Máy chạy cực kỳ êm. Rồi bây giờ em đã chuẩn bị một cái thanh gỗ pallet. Để nhà nhớ chặn phôi lại cho phù hợp ha. Không phôi nó giật cái lưỡi là nó rất dễ bị gọi là hư cái gãy lưỡi cưa ha. Rồi bây giờ em sẽ bo ha.
Đấy. Một con máy quá đẹp. À, những con máy này á thường để cho các anh em gọi là cưa lọng mỹ nghệ ha, nhỏ nhẹ, ví dụ như là những cái gỗ thông thường ha. Rồi, em xin đọc lại thông số của con máy cưa lọng chỉ bàn SK11 này vừa nữa cho cả nhà nhớ về thông số máy ha. Thì con máy cưa lọng này nó có model là SSC-400FE. Có đây là hàng nội địa Nhật, sử dụng điện nguyên dinh là 100V, công suất là 90W, có vòng tua là 1500 trên 1600 RPM. Máy sử dụng cỡ lưỡi, có đây cỡ lưỡi nó là 130 ha, 130 250 gì đó, thấy nó cũng dài khá khá. Có ổng chiều dài là 630, rộng là 250, cao là 325, cân nặng của nó là 10,5 kg. Và em bán cho cả nhà một con máy cưa lọng chỉ bàn mới 98% như dư qua sử dụng này là 2.500.000 đồng cộng với phí vận chuyển. Địa chỉ lấy hàng trực tiếp tại nhà em là 2L Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại Zalo của em là 0918 298 199. Cảm ơn cả nhà đã xem qua video ạ.